y án sơ thẩm đối với Đỗ Nam Trung. Sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va, vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, thì đến lượt Đỗ Nam Trung cũng đã được Tòa án cấp cao Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm. Vào sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022, đúng như dự đoán, Đỗ Nam Trung đã bị tòa tuyên y án sơ thẩm với 10 năm tù giam, 4 năm quản chế. Và đây là lần trở lại trại giam tiếp theo của y từ sau năm 2015. Trước đó, vào sáng ngày 6 tháng 7 năm 2021, Đỗ Nam Trung đã bị bắt ở Hà Nội và được Công an tỉnh Nam Định di lý về tỉnh để xử lý theo quy định. Với những hành vi vi phạm pháp luật, ngày 16 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Nam Trung về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm A khoản 1 điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Đỗ Nam Trung là kẻ đã có tiền án, tiền sự và đã phải trả giá vì những hành vi vi phạm pháp luật của mình, nhưng y vẫn ngựa quen đường cũ và phải tiếp tục hành trình bóc lịch trong tù. Nhưng lần này, bản án nghiêm minh hơn khi 10 năm tù và 4 năm quản chế sau khi chấp hành án phạt tù trước đó. Đỗ Nam Trung sinh ngày 25 tháng 1 năm 1981, trước khi hoạt động hành nghề dân chủ, được biết đến sinh sống ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và sống bằng nghề lái xe. Tháng 1 năm 2011, Đỗ Nam Trung từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 9 tháng tù giam vì đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tiếp đến, vào đầu năm 2012, Đỗ Nam Trung đã thiết lập tài khoản Facebook cá nhân và thường xuyên đăng tải bình luận nhiều bài viết của tất cả các cá nhân, tổ chức chống phá nhà nước. Sau đó, tham gia làm quản trị viên cho trang mạng Hội Yêu Nước. Y đã là thành viên của các tổ chức chống phá đất nước như Hội Anh Em Dân Chủ, NU cùng với Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Trí Đức, Anh Trí, Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh. Đỗ Nam Trung là thành viên của Voice, là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân, là thành viên cốt cán trong nhóm NU. Tiếp đến, ngày 31 tháng 5 năm 2020, Đỗ Nam Trung và số cốt cán chống phá đã lập ra nhóm Facebook với tên gọi Điếu Cày Ủy ban, dưới danh nghĩa để tung tin rằng các quan chức nữ trong chính phủ Việt Nam đã thăng tiến bằng nữ sắc thay vì năng lực. Vậy nhưng, trên thực tế, những thông tin mà Đỗ Nam Trung chia sẻ hoàn toàn không có căn cứ, cơ sở và nhiều thông tin đã xúc phạm đến danh dự của các đồng chí lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Đồng thời, Đỗ Nam Trung thường xuyên liên lạc, đàm luận cùng với Nguyễn Lân Thắng, Mai Phương Tú, Trương Châu Hữu Danh, Chu Vĩnh Hải và có nhiều bài viết xuyên tạc sự thật, chống phá đất nước và nhiều người dự đoán rằng đây cũng là tiền đề dẫn đến việc Đỗ Nam Trung tiếp tục được nhập kho thêm lần nữa. Việc Đỗ Nam Trung cùng với Lê Dũng Vô Va phải chịu những hình phạt nghiêm minh của pháp luật với các bản án nghiêm minh, thì đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng, thách thức sự nghiêm minh thượng tôn của pháp luật bấy lâu nay. Đáng lên án thay, sau khi bản án được tòa tuyên phạt cho các đối tượng Đỗ Nam Trung hay Lê Dũng Vô Va, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, Việt Tân, BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt lại đăng tải các bài viết xuyên tạc về bản chất vụ án, thực hiện các chiêu trò để tẩy tội cho Đỗ Nam Trung, Lê Dũng Vô Va. Vậy nhưng đó cũng chỉ là những kẻ lạc lõng khi đồng lõa với những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đất nước. Việc y án sơ thẩm đối với Đỗ Nam Trung là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.